tô lên thì có được ổn đâu. Vâng. Với chủ yếu là cái xin chào mọi người. Mọi người hãy cùng mình tô chú gấu cu đang cầm hũ mật ong xinh xắn này nhá. Cố gắng chiều nay 20 nữa à chị? Cho đủ chỉ tiêu thôi. Kiểu cái này mà có đồ xong rồi làm xong rồi cũng không biết là phải theo một cái quy củ gì đúng không? Kiểu có đồ như này xong rồi có thời gian thì nó cứ tăng như thế nào đấy. Em còn chưa ai định gội đâu cơ. Chị cũng chưa ai gội đầu xong cuối cùng không ngủ quên. Xong vậy lại cứ không hiểu là cuối cùng quẻ thì cuối cùng mới đi gội đầu. Đi gội đầu nó phải gội 45 phút. Ôi, gội đầu 45 phút là còn chưa kể. Sao mà phải chờ đợi chứ. Không phải ra. Vâng, nhưng mà tầm trưa này thì hay vắng ấy. Chị gội ở chỗ này bao giờ chưa? Chưa, chị không gội bên này, chị gội bên kia mà. Thử xem ở đây giá bao nhiêu. Tiếp không, ở trước chị làm ở bên cái chỗ vườn hè dưới cái chỗ bệnh viện Tâm Anh rồi cũng gội 70.000. Ở đấy bên này mà, ở đấy đắt mà. Chị gội giá bình thường thì chị có thấy hơn gì đâu. Nha, chỗ em gội kia nó còn massage cổ vai gáy nhá. Gội dầu cặp nhá, 40.000 rẻ chưa? Chỗ nhà chồng em đấy. Ở đây là chỉ có gội không nữa, gội với xả không là. Đấy đúng rồi, ở đây gội với xả không 70-80 nghìn tùy quán, hầu như là 70-80. Chị ở trong cái lối mà tự thay ấy. Là gội với lại nó thêm massage mặt với lại đắp một cái mặt nạ 100 để bán. Em đoán là ở đây cũng đắt rồi. Chỗ chồng, đằng nhỡ nhà chồng em thì cơ quan rẻ. Hồi xưa là 30.000 dầu thường ấy. Nhưng mà em thì hồi xưa, kể cả hồi xưa em vẫn gội dầu cặp rồi. Bây giờ thì nó lại không gội dầu thường nữa, nó chỉ gội dầu cặp thôi, 40.000 rồi. Đợt đấy là cái đợt đấy người không gội đầu ấy. Cái hôm đấy là mấy đứa nhau lên ăn tối, ăn lẩu tối ấy. Xong rồi bảo là đi gội đầu luôn, rồi ra ngoài quán luôn ấy. Là đi gội đầu ra khác, mà em nhìn mà gội cũng thích lắm đâu. Chẳng qua là tại vì đầu bẩn quá mà đi gội xong luôn. Đây kiểu kia gội 40.000 được chị ạ. Số bắn keo rồi. Thế để... nhưng mà lần nào mình chả nên mua 2 cái súng. Ừ, thôi mình chỉ mua đi. Lần nào mình chả mua 2 cái súng để ấy. Mà nếu mà chị không mua cái súng đấy cũng rẻ mà, súng đấy chắc cũng chỉ đắt lắm cũng 50.000 thôi, cũng chả đến đâu. Vâng, thì chị mua đi. Mua đi xong hết bao nhiêu thì ồ, bữa trước em mua những cái gì em còn quên cơ. Chị còn nhớ hôm em khoe với chị nhớ. Chị nhớ hôm mình
hoa thôi. Hoa là màu à? Ừ, màu. Thế thôi đúng không? Em mới mua như thế thôi đúng không? Ừ, mình mới mua thế thôi. Để tính nào ấy. Hoa là 240 đúng không? Ừ. Với lại màu là 30.270. Vâng, mình đã hoàn thành xong chú gấu gu đang cầm cái lọ mật ong. Mọi người hãy xin cho mình xin một like vào video này và một subscribe vào kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bây giờ mình